Cách làm video TikTok lên xu hướng đơn giản. Xin chào tất cả các bạn, tôi tên là Hưng Huỳnh. Kênh TikTok của tôi là Chú Hưng Rau. Trong thời gian qua thì tôi đã giúp cho rất là nhiều người làm được video TikTok lên xu hướng. Họ có hàng chục ngàn follow cho đến 200.000 follow chỉ trong vòng một tháng thôi các bạn. Họ là những người bác sĩ, họ là những tư vấn viên bảo hiểm, những sale bất động sản, những người bán cây, những người sửa xe máy thôi cũng có khách hàng đó các bạn. Bán ô tô cũng được luôn. Nói chung là rất là nhiều người thành công ở trên TikTok, đặc biệt là thu hút được tiềm khách hàng tiềm năng về và bán được hàng. Vậy thì họ đã có bí quyết gì không ạ? À, hôm nay Hưng sẽ chia sẻ cho anh chị ba điều quan trọng để làm được cái điều đấy. Anh chị yên tâm, nó đơn giản thôi, quan trọng là cứ làm đúng theo Hưng chia sẻ, chắc chắn kênh của anh chị sẽ có video triệu view và lên xu hướng. Điều đầu tiên Hưng muốn chia sẻ cho anh chị là rất là nhiều người gặp phải cái sai lầm này mà không biết. Cứ nghĩ là khi mình chia sẻ video là mình nói về những cái mà mình thích, mình biết là được. À không, mình biết, mình thích nhưng mà người ta phải cần. Có phải là các bạn rất là thích nói về mình không ạ? Rồi kể câu chuyện của mình, rồi khoe cái mình có. Đi chơi cũng khoe, đi ăn cũng khoe, đi nhậu cũng khoe. Buồn cũng khoe, vui cũng khoe. Tâm lý ai cũng muốn khoe bản thân mình đúng không ạ? Hưng lấy ví dụ như thế này cho anh chị dễ hiểu nè. Cũng một vấn đề thôi, nhưng mà nếu cách trình bày của chúng ta không đúng với lại tâm lý của khách hàng, không đúng với lại cái điều mà khách hàng cần thì họ sẽ không xem đâu. Nếu chúng ta chỉ chia sẻ những cái chúng ta biết, những cái chúng ta thích mà khách hàng không cần thì họ sẽ không xem. Cho nên chúng ta hãy chia sẻ những cái gì chúng ta biết, chúng ta thích nhưng mà khách hàng cần. Hưng lấy ví dụ dễ hơn cho anh chị nè. Nếu anh chị đi ăn ở một cái nhà hàng nào đó mà mình khoe là hôm nay mình đi ăn cái nhà hàng này rất là mắc tiền, hôm nay mình đến đây cái nhà hàng này rất là sang trọng, mình chụp hình mình khoe lên hay là mình quay video mình khoe lên thì không ai xem cả. Nhưng mà ngược lại, cũng trong bối cảnh đấy, cũng con người đấy, cũng cách quay đấy. Nhưng mà mình chỉ cần nói như này thôi nè. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái nhà hàng Nhật. Nếu mà đến đây ăn phải đặt trước nửa tháng luôn đó. Người ta có tò mò không ạ? Một cái tiêu đề như vậy có tò mò không ạ? Rất là tò mò nha. Rồi sau đó các bạn vô các bạn review. Các bạn nhớ nha, thay vì mình khoe thì đừng khoe nữa, mình review. Khi bước vô nhà hàng, nhân viên rất là tươi cười nha các bạn. Đây là một điều mình rất thích ở đây. Rồi ở đây có rất là nhiều món ngon, nhưng mà mình sẽ lựa ra 3 món để review cho các bạn. Món đầu tiên là bạn review nó như thế nào, ăn nó như thế nào. Món thứ hai là bạn cũng vậy thôi. Món thứ ba cũng vậy. Và cuối cùng là các bạn nói gì ạ? Đúng là quán này rất là ngon và thật là đáng đồng tiền khi mà đến cái quán này. Các bạn nhớ đến đây thử nhé. Có nghĩa là thông tin của chúng ta đưa cho họ rất là giá trị. Điều chúng ta thích, chúng ta thích đi ăn, nhưng mà họ cần biết được cái quán này ăn ngon hay là dở. Cái quán cách ăn cái món nó như thế nào thì video đấy sẽ được nhiều người xem. Các bạn không tin cứ làm theo mình đi. Nhá. Tất nhiên là đúng đấy các bạn, tại vì kênh của Hưng nó là như vậy đấy. Hưng chuyên gia đi review những cái quán khác thôi và chia sẻ những cái món ăn ở nhà. Nghĩa là sao ạ? Nghĩa là mình không khoe nội dung mà mình hướng dẫn cho họ, gọi là review. Mà TikTok đang đề xuất 3 nội dung nha các bạn. Thứ nhất là hướng dẫn. Thứ hai là check-in và thứ ba là review. Đấy. Với các ngành nghề khác thì các bạn cũng có làm tương tự như vậy thôi. Ví dụ như bất động sản thì mình sẽ review bất động sản, review cái miếng đất đấy, hướng dẫn cho họ mua bất động sản. Ví dụ như thời trang thì mình hướng dẫn cho họ mua đồ, đúng không? Hướng dẫn cho họ mua đồ, review một số cái sản phẩm của mình. Đó, hướng dẫn thì nó gần gũi hơn, review thì nó gần gũi cho nên người ta thích xem hơn là ngồi bán hàng. Chứ ngồi bán hàng thì chắc chắn là không bán được rồi. Mình ngồi mình bán cái đồ đó, người ta nghe mùi bán hàng là người ta đi. Tại vì bán hàng, mua hàng là mất tiền cho nên người ta không ai thích cả. Kể cả bạn cũng vậy đúng không? Gật đầu đi, đúng không nè? Ok, cảm ơn bạn nha. Rồi còn bán lan, bán cây, có rất nhiều kênh nha. Kênh này bán lan này, 1 tháng 200.000 follow. Anh này anh đang bán lan đó các bạn. Anh đang bán cây lan đấy. Thì anh chỉ cần hướng dẫn cho người ta cách trồng cây thôi thì anh bán được hoa lan, cả kẻ bán được phân luôn. Đấy, thì còn bán phở thì hướng dẫn ăn tô phở như này này. Đó, hướng dẫn ăn tô phở như này thì bán được phở nha. Ok, vậy cái từ khóa quan trọng ở cái phần thứ nhất là giờ là các bạn nhớ giùm cho Hưng là hướng dẫn người ta làm một cái gì đó thì người ta sẽ xem video của bạn nha. Nhớ cái chỗ này nha, để video của bạn nhanh lên xu hướng. Rồi, cái thứ hai các bạn cần chú ý để video TikTok của bạn lên xu hướng thì cái này là cái quan trọng nhất nè. Các bạn nghe kỹ giùm Hưng nha. Ghi vô vở cũng được. 3 giây đầu rất là quan trọng. Các bạn có thể thấy được rằng khi các bạn lướt Facebook, lướt, các bạn dừng lại một cái là tại sao? Tại video này cái thằng nó đọc cái gì đó hay quá cho nên các bạn dừng lại. Hoặc là các bạn thấy tò mò quá các bạn dừng lại. Mà theo TikTok thì 3 giây đầu người ta sẽ tính một lượt xem. Ví dụ như là Hưng bấm vô video của các bạn, Hưng coi qua 3 giây đầu thì nó tính là một lượt xem. Ở giây thứ 5 Hưng lướt đi thì kệ, thì vẫn tính được một lượt xem. Còn video của mình mà được coi đi coi lại nhiều á thì nó mới được lên xu hướng. Cho nên 3 giây đầu rất là quan trọng để giữ họ ở lại xem video của mình. Nha các bạn.
Cái này các bạn cần phải nhớ rõ điều này nha. Hưng sẽ lấy ví dụ cho các bạn dễ hiểu nè. Ngày trước Hưng cũng như các bạn thôi. Bắt đầu video mình luôn làm vậy. Xin chào tất cả các bạn, mình là Hưng Huỳnh đây. Mình đến từ Nha Trang, mình là chuyên gia về video marketing. Rồi bắt đầu mình nói chuyện của mình. Thì chỉ cần xin chào thôi là lướt rồi. Đúng không? Các bạn gật đi, gật đi. Có phải các bạn lướt lướt mà thấy thằng nào mà xin chào tất cả các bạn, mình lên là Hưng Huỳnh đây, là các bạn lướt liền đúng không? À, cái đó các bạn không quan tâm. Tại vì các bạn không quan tâm tới cái việc mà người ta là ai, cho nên các bạn sẽ lướt đi. Và mình làm video cũng vậy, đừng nói về mình, nói cái điều họ thích thôi. Nói cái điều họ thích thôi. Có phải là khi Hưng nói một cái điều gì đó bạn thích thì bạn mới ở lại coi đúng không? Cái điều mà các bạn đang quan tâm á. À, cho nên là nếu mà chúng ta giới thiệu về thì họ thấy một phát là họ làm gì? À, họ lướt luôn. Đúng không? À, cho nên là các bạn lướt TikTok thấy ai mà chào là thôi, nên là mình không coi, cho nên mình cũng không nên chào hỏi gì nha các bạn. Vậy chiến lược 3 giây đầu thì chúng ta cần phải làm gì để video TikTok nhanh lên xu hướng ạ? À, hãy nói về điều họ quan tâm, hãy nói về điều họ tò mò. Hưng lấy ví dụ như thế này nha. Hưng lấy ví dụ về anh chị đang xem video này. Làm TikTok mà không biết điều này, cho nên video của bạn không ai xem hết. Hôm nay Hưng sẽ chia sẻ cho bạn một tuyệt chiêu nhỏ thôi, một bí mật nhỏ thôi. Đấy, Hưng nói như vậy thôi thì 3 giây đầu các bạn ở lại xem không? Thì nếu mà các bạn ở lại xem là qua 3 giây đầu rồi đấy, là Hưng đã được tính một lượt xem rồi. Mặc dù chưa vô vấn đề chính, chỉ cần nói cái tiêu đề như vậy thôi. Rồi ví dụ như Hưng nói như này nữa nè. Mua bất động sản mà không biết điều này thì sẽ mất vài trăm triệu đó. Thì có phải là những người đang đi đầu tư bất động sản họ rất là tò mò là không biết mất cái điều gì đúng không? Họ rất là sợ cảm giác mất mát về tiền bạc, mất mát về sức khỏe. Đấy, hoặc là cảm giác hối hận khi làm một cái điều gì đó. Hoặc là mua bảo hiểm mà không biết điều này thì có chừng phải hối hận đó. Đấy, rất là tò mò đúng không ạ? À, rất là tò mò cho nên họ sẽ ở lại. Rồi các bạn có thể thấy những cái video họ tò mò là gì? Họ quay những cái cảnh sexy một xíu, hay là họ quay từ cái ban công này qua ban công kia, họ zoom zoom vô. Các bạn tò mò, các bạn ở lại, các bạn xem đúng không? Đó, hoặc là quay qua cửa sổ nhà của hàng xóm. Đấy, thì đấy là những cái điều mà người ta làm ra để cho mình ở lại video của họ đấy các bạn. À, cho nên là tò mò thì họ sẽ ở lại. Cho nên mình rất là quan trọng 3 giây đầu nha. Nhớ cái chỗ này giùm Hưng, nó sẽ quyết định cái việc thành bại kênh TikTok của bạn mà cái video đó có nhiều người xem hay không đấy. Và đặc biệt hơn nữa, khi mình gọi tên khách hàng của mình ra như vậy thì nó hút tệp khách hàng tiềm năng của mình nha. Thôi là Hưng nói nè, đi đầu tư bất động sản mà không biết điều này thì có chừng mất vài trăm triệu. Thì có phải là những người đi đầu tư bất động sản hút họ về đúng không? Thì từ đó chúng ta mới bán được hàng. Và nguyên cái series của Hưng chủ yếu là nói xây dựng kênh TikTok để bán hàng, chứ không phải là xây dựng kênh TikTok để cho vui như các bạn. Cho nên các bạn chú ý cái điều này. Trong kênh của Hưng thì sẽ có các video chia sẻ về các cách làm sao để nội dung TikTok được lên xu hướng và đặc biệt là thu hút được khách hàng tiềm năng. Cho nên các bạn hãy follow kênh của Hưng đi để nhận được nhiều thông báo hơn, update thường xuyên các thông tin từ TikTok cũng như là các chính sách từ TikTok. Và còn một điều quan trọng thứ ba là Hưng muốn chia sẻ cho các bạn để video của các bạn lên xu hướng, thì các bạn cần phải có một giọng nói thực sự là phải năng lượng lên, phải nói năng lượng lên như này, đúng không ạ? Năng lượng không phải là nói to nha, nói to là hét lên như này nè, các bạn follow kênh của mình đi, follow kênh của mình đi, đó là hét. Còn mình chỉ cần nói năng lượng là các bạn hãy follow kênh của mình đi nha. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Ý là mình nói một cách tự nhiên như vậy và nó có cảm xúc ở trong đấy. Hưng lấy ví dụ như thế này. Nếu các bạn nói thì thào như này thì làm sao người ta nghe được? Các bạn ơi, hôm nay mình chia sẻ cho các bạn một cái điều như thế này. Để mà có một kênh TikTok nhiều view. Nói như thế có ai nghe không ạ? Nói như thế thì không thu hút được họ thì họ sẽ không xem. Cho nên mình còn nói to hơn, nói năng lượng hơn. Xin chào tất cả các bạn, mình là Hưng Huỳnh đây. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách làm sao để kênh TikTok của bạn lên được 100.000 follow trong vòng 1 tháng. Các bạn thấy hấp dẫn không? Cho nên là các bạn đừng có ngại gì cả, chúng ta phải luyện tập. Hưng cũng như tất cả các bạn thôi. Trước đây Hưng cũng vậy, Hưng cũng không thể nào nói năng lượng và nhanh như thế này được. Nhưng mà trong quá trình làm kênh TikTok, trong quá trình làm video hàng ngày, Hưng đã quen với cái kiểu như vậy. Và Hưng biết được rằng là khi Hưng nói như này thì người ta mới xem. Còn nếu mà Hưng nói chậm thì người ta không xem. Và 3 giây đầu mà mình nói rề như vậy thì làm sao người ta xem được đúng không ạ? 3 giây đầu mình nói là các bạn đang làm video TikTok mà không biết điều này thì bị bóp tương tác đó. Nói các bạn không là người ta đã đi mất rồi, đúng không? Cho nên chúng ta hãy nói nhanh lên. Các bạn đang làm video TikTok mà không biết điều này thì sẽ không ai xem video của bạn đâu. Một video ngày xưa Hưng làm 30 giây thôi thì nó mất cả vài tiếng đồng hồ đấy, nhưng mà bây giờ mất 15 phút thôi. Thì Hưng nghĩ rằng là Hưng làm được thì các bạn cũng làm được. Các bạn phải vượt qua được cái rào cản là lấy điện thoại ra quay. Cứ quay thôi. Quay xong mình đăng lên một mình xem cũng được. Nhưng mà mình đăng lên xong mình sửa.
mình sửa nhá. Các bạn có thể vô nhóm của Hưng cũng được, vô nhóm của Hưng trong cái phần mô tả đấy, Hưng có những cái nhóm Zalo, các bạn vô đấy, Hưng sẽ giúp cho các bạn chỉnh sửa giọng nói, chỉnh sửa ngôn từ, chỉnh sửa cách nói như thế nào, tiêu đề làm như thế nào, nội dung làm như thế nào, có rất rất là nhiều cái. Và đặc biệt ở trong kênh của Hưng thì Hưng sẽ chia sẻ tất cả những cái gì mà Hưng đi chia sẻ ở ngoài kia, Hưng đi đào tạo ở ngoài kia lên kênh TikTok, và Hưng muốn để dành lại cái điều này cho muôn đời sau nữa, thật sự là như vậy. Và đó cũng là một trong những cái mà mình giữ lại cho cuộc sống của mình, à mình chia sẻ rộng rãi hơn, chứ không phải là trong cái lớp học của Hưng mới có được những cái điều này đâu. Trên kênh TikTok nó có hết, trên kênh YouTube nó có hết nha các bạn. Vậy thì tóm lại, để có một video lên xu hướng thì nội dung của các bạn cần phải có 3 điều trên. Thứ nhất là nói điều họ muốn nghe, điều mình thích, điều mình biết nhưng mà họ muốn nghe. Cái thứ hai là chú ý 3 giây đầu tiên cho Hưng. 3 giây đầu tiên mình phải nói gì ạ? Nói tò mò. 3 giây đầu tiên phải nói cái điều gì đó họ phải mất mát, phải hối hận một cái điều gì đó thì họ sẽ xem. Và cái thứ ba là gì ạ? Là hãy nói thật sự năng lượng nha các bạn. Hãy nói thật sự năng lượng lên. Còn rất là nhiều cái yếu tố khác để giúp cho một video TikTok của bạn lên xu hướng nhanh hơn nữa. Nhưng như là cái chính sách này, không được để số điện thoại, rồi không được re-up video của người khác, không được quay các tình huống nhạy cảm, rồi nếu mà quay thì phải như thế nào, có được dính logo hay không, rất rất là nhiều cái. Thì các bạn hãy follow kênh của Hưng đi. Trong kênh của Hưng nó có tất cả những cái điều đấy để các bạn xây dựng một kênh TikTok. Nó có một lộ trình sẵn luôn từ A tới Z để xây dựng kênh TikTok 100.000 follow. Hãy bấm vào nút subscribe nhanh nhé. Bấm subscribe nhanh đi các bạn, bấm vào ngay. Ok các bạn nha. Hưng sẽ liên tục update các chính sách làm video TikTok làm sao để cho các bạn dễ làm nhất và nhanh lên xu hướng nhất. Đó, hãy chia sẻ vào nhóm của các bạn để giữ lại video này cũng được. Bây giờ hãy xem video tiếp theo nhé. Hãy xem video tiếp theo ngay thôi các bạn.